Cách lọc cá rô phi để làm gỏi cá. Bạn nên chọn cá rô phi mình to tròn, thường là cá rô đực, còn nguyên vẹn ít chóp vảy. Những con cá này sẽ cho lượng thịt nhiều, thịt cá cũng chắc và béo hơn. Cá rô phi sau khi mua về các bạn đánh vảy, mổ bụng và loại bỏ nội tạng. Sau đó bạn dùng chanh cắt lát để chà sát nhẹ nhàng lên bề mặt cá, để cá sạch nhớt. Bạn cũng có thể ngâm cá trong nước vo gạo khoảng 15 phút. Nước vo gạo có tác dụng khử mùi tanh trên cá hiệu quả. Sau khi tách phần thịt cá làm đôi, bạn tách lọc da cá đi và các bạn cắt bỏ phần xương răm trên lưng và phần mỡ bụng của cá. Phần thịt cá sau khi đã phi lê, các bạn dùng khăn giấy thấm thật khô nước. Lấy 2/3 lượng thịt cá cắt thành các miếng nhỏ vừa ăn. 1/3 lượng cá còn lại mang đi băm nhỏ để làm chẻo. Xếp gỏi cá ra dĩa dọn cùng với chẻo và một ít rau thơm, lá lốp ăn kèm. Như vậy là đã có ngay một dĩa gỏi cá rô phi sống thơm ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức rồi.